Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành. Thì mình mới vừa đi làm về, mình cho đàn bồ câu của mình ăn. Đó. Full chuồng luôn mọi người. Còn Titan không. Đó, clip trước mình có quay mà bắt Titan vậy đó. Vậy để lại rai nè. Cái cặp con trống mà bị một mắt nè. Nó hình ghép với con máy pháp, nó đẻ trứng. Mình nghĩ chắc trứng chắc của con đó là tại mình yên này con trống nè. Mà không biết phải không. Mình nghĩ con đó con máy yên này con trống mình ghép lại thì về thấy đẻ trứng rồi đó. Con này Titan nè. Cặp này cắn mỏ lâu ghê không đẻ. Titan về mình bắt bữa chủ nhật, bữa nay thứ ba là ba ngày. Để lại rai. Rồi đi. Cặp này đẻ bữa nay nữa, đẻ hai trứng đó. Ở dưới mọi người, mình quay cái clip trước mình cho mọi người thấy đó, không thấy một trứng luôn, không thấy một con luôn, không biết sao luôn. Chỉ có một, chỉ 20 cặp mà chỉ có một cặp nuôi con duy nhất thôi, còn nhiêu là không có trứng không con gì á. Mà có con em nói mấy con kia bán người ta rồi, còn không thấy trứng luôn. Mà cho mọi người cho ăn lúa không mọi người, không có cho ăn gì á. Như vậy mình giả đẻ mới về có mấy ba bữa mà đẻ la rai nè. Để quay cho mọi người coi được một cặp phải không. Đây cặp nè, hai cặp nè. Con đó đang ấp nữa nè. Đó, hai cặp đó. Hôm qua có một cặp đẻ nó về nó lạ chỗ, đẻ dưới sàn bị bể trứng nữa, mình bỏ rồi. Đó, ba cặp rồi đó. Nè, đang cặp nè. Đẻ bốn cặp. Gặp ghế lên hả? Đi lên coi trên nó có đẻ không. Mình chưa kịp lót ổ luôn á. Có tại hỏm mình cái chuồng mình đâu có nuôi hết đâu, nên mình làm mình chưa kịp lót ổ. Ở trên đây có con cặp nữa nè. Sáu cặp. Đây mình cho cái cặp mà cái có cục bú nhà mình là cục bú lủng lẳng cục thịt chư á, nuôi lần bốn con rồi mọi người. Đây bắt con mẹ nó xuống rồi cho mọi người xem. Nuôi lần bốn con nè, thấy ghê chưa. Mình cho nuôi để con kia được nha. Con kia nó bữa nó đạp lên mình một câu với không nuôi á, hai bố mẹ nó dành nuôi gặp đó. Ta năm người nó giành nuôi, nó đạp nó nuôi ba con mà chết đạp chết một con rồi nó giành nó không con nào nuôi ấp lên nó nằm dưới không à. Mình thấy vậy chết con mình còn hai con mình đem qua chung luôn, hình có lượt đem qua chung luôn. Rồi dưới đây chú đẻ nè, để mình cho mọi người xem nè, cái con chim con mà nuôi mà cho ăn lúa vậy sao mập nổi nè, người xem nè. Không, lông lá còi cọc thì sơ xét luôn, ấm nhe ấm nhất. Lúa không có chất dinh dưỡng đâu. Nhìn con chim nó còi cọc này bán ra ràng ai mua. Tại em lúc trước em nói em có cho ăn thức ăn rồi nữa mà dưới em vừa rẻ quá rồi cho ăn lỗ. Em cho ăn lúa không rồi em kêu bán luôn. Chứ này mà thức ăn đầy đủ là lông lá nó đâu có vậy đâu, còi cọc vậy đâu. Nó sẽ là lông bứt ruột mập lúc. Còn cái con mà con của bố thì kinh Hà Lan lên Mỹ á, nay biết tập ăn rồi nè. Nay bự chà bá luôn. Màu này biết ra màu gì nữa. Chuẩn bị tách riêng được rồi. Trên bố mẹ nuôi nó đang ấp rồi đó. Bố mẹ của cặp này nè, sắp nở được cặp con nữa rồi mọi người. Nè. Bố mẹ nó là đây đang ấp của trứng pháp. Còn bên đây cái cặp pháp này thì đang ấp trứng của bố mẹ nó đó.
hên để ăn luộc rồi mình nổi qua. Bữa mình gọi là có còn, có còn 2 trứng luôn rồi. Giá trứng này đã được cặp luôn rồi, được con lẻ rồi giờ được cặp nữa. Mẹ đang ấp trứng Pháp. Cái ra mà sao mà tướng tá đầu này kia là giống bố mà cái màu giống mẹ là tuyệt vời luôn. Còn cái cặp đen sáng thấy cắn mỏ giờ rồi, con máy vô nằm ổ rồi. Mình chưa có tỉa lông đứt hai con này nữa, quên sáng thấy cắn mỏ rồi mới nhớ mà chưa không tỉa nữa. Hai con này thấy cắn mỏ mà không thấy đạp mà không thấy đẻ luôn. Còn một con gà nè, 4 con này chắc trống không rồi đó. Ai mua thì ai thiếu trống mà mua liên hệ mình. Mua một con ở gần thì mua một con cũng bán nữa, ở xa thì mình ship, thể ship 2 con quá. Đi xa quá đi gửi xe có con biến đi gửi. Cái con này theo mình chắc phần trăm chắc trống không 90%. Thấy cái mỏ nó móc móc. Con đó thì trống chắc 100% rồi đó. Còn 3 con này thì 80% là trống rồi. Rồi cái thịt đó. Này mình bắt 20 cặp titan này về. Anh em nào mua thì chia lại, chủ yếu là mình nuôi đựng làm vú mọi người đó, vú càng nhiều càng tốt. Có gì ra con ra ràng mình bán luôn, bán con ra ràng luôn. Còn ai mua thì mình chia là bớt. 20 cặp này ăn cũng hơi mạt à. Làm vú ăn mạt luôn á, chia lại bớt chắc tầm chắc 10 cặp mọi người. Nó ở dưới ăn lúa không sao đẻ nổi, nó đẻ chứ phải không đẻ, nhưng mà đẻ thưa lâu lắm mới đẻ ăn lúa. Có con thì nó nín luôn á, không đẻ. Về mọi người thấy về mình có 3 ngày mà thấy 6 cặp đẻ chưa. Tận bữa hồi bữa mình xuống mình bắt á, tự nhiên mình thấy sao tự nhiên chỉ mình 20 cặp mà chỉ có duy nhất 1 cặp đó là đang nuôi con thôi, không có cặp nào có trứng có con có gì hết đâu á. Mình hỏi em bán, em nói em bán ra ràng, mình tại sao không có con nào ấp trứng, không có nào đẻ, sao không đẻ cùng một lúc vậy. Mình nghi không biết phải chim già không, nhưng mà em nói mua của Quỳnh Vân á, mua hồi chim tơ mà nuôi nay mới có 5 năm mấy gì á, là mấy cặp này mấy con này còn tơ hết mọi người. Vô cặp sẵn hết luôn. Hồi đó em mua chim con á về cũng có, em nói dư giống dư mái vậy, dư nào bằng thịt mới ăn. Đó được hay giờ còn được 20 cặp vô trống mái đó là sinh sản. Đó mình bắt về mình làm vú. Tại giờ dịch nè, một câu nên em nói dưới em ế, mà trên ông anh mình thì nói ở trên chợ gạo á nó đang hút hàng, mà dưới biển thì ế, mỗi nơi nó mỗi khác nên tôi không có lời bán luôn. Cái này ở nhà mà có em bé rồi á, mình có thường xuyên nhậu á thì mình mua vài cặp về để dành ra con có mò nhậu, phải cho con mình nấu cháo đồ hấp đồ nướng được cho con mình ăn cũng được. 2-3 cặp được rồi. xuống trại mà thấy không có trứng không có gì cũng sợ sợ mà cũng nghi không biết sao kỳ vậy. Nhưng mà mình coi sau khi mình coi lại thức ăn á, thấy lúa không, rồi mình nghe nói mua của Quỳnh Quân mới có nuôi được 5 mấy à, mình thấy lúa không, mình nói phải rồi, là chắc lúa nín đẻ luôn, đang ăn thức ăn này kia đầy đủ chất mà ăn lúa không nín đẻ luôn. Hên về bắt về mới có 3 bữa rồi thôi, 6 cặp đẻ rồi, ngon lành.
Về mình thì mình cho ăn có đập cò nữa kìa, nó cặp nó mới đập cò xong kìa, cho kém gà thịt, lúa, lúa mì ba thứ à, mà về ăn có ba bữa mà đẻ rồi ghê thiệt, lợi hại thiệt. Về nó ăn nó đủ chất. Đó, cặp này đẻ trên trên rổ nó ấp luôn rồi nè mọi người, thấy không? Còn có mấy cặp á, nó đẻ dưới sàn thì bể mớp trứng thì mình bỏ, còn có nó không mớp trứng thì mình bóc bỏ lên, nhưng mà nó chưa ấp lại cho nó đẻ trứng thứ hai, nó ấp không. Như con này nè, bỏ lên mà chưa ấp nè, tại để dưới sàn á, để sàn mình phát hiện kịp thì mình bóc bỏ lên, còn có trứng bóc phát hiện kịp đạp mớp luôn à. Đó rồi, trong cái clip này chủ yếu mình quay cho mọi người xem là cái bầy titan này mới bắt về, nó đẻ lại mọi người, để mọi người coi cái clip trước làm sao mà thấy 20 cặp mà chỉ có một cặp với con đó, còn như không có trứng nào đó. Đó, cho ăn lúa không sao đẻ nổi, về đây mình cho ăn đủ chất thì nó đẻ thôi. Giờ thôi mình là kết thúc clip nha mọi người, xem thấy thích hãy like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.